À, xin chào quý vị và các bạn nhé. Nhà mình hôm nay sẽ ăn món mực xào thập cẩm nhé. À, mực xào thập cẩm thì gồm có này, mực mình chọn ba con mực này, đây đó, rửa sạch sẽ rồi đó. Tỏi này, cần tay tỏi tay và ít cho màu tím này cho nó đẹp này, bắp cải màu tím, dưa hấu, dưa dứa này, cà chốt này, hành tây này và cà chua đó. Đây là mình đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu để mình làm cái món mực xào thập cẩm. Mực sau khi chúng ta thái như thế này, rồi sau khi thái như thế này, chúng ta tiến hành cơm khoảng tầm 10 phút nhé. Cho thì trật lên và một tí bột canh, chúng ta ướp khoảng tầm 10 đến 10 phút. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xào mực nhé. Chúng ta đổ dầu vào một chảo này. Khi nóng dầu thì chúng ta sẽ cho tỏi vào. Tỏi đã vàng đều nhé, thì chúng ta sẽ bỏ mực vào xào. Chúng ta cho cà chua để dứa với cà rốt vào xào trước. Rồi bây giờ mình phải cho hành tây vào nhé. Hành tây này thì nhanh chín thì mình phải cho sau. Nếu mình cho cùng với dứa với cà chuột được thì nó sẽ bị nhũn. Cái gia vị này thì nêm nếm thì tùy khẩu vị từng người nhé, người ăn thì không